Theo nhận định của Trung tâm Quốc gia về tình hình khí tượng thủy văn trong tháng 5 2023 thì hiện tượng ENSO gọi là hiện tượng trạng thái đại dương khí quyển tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến khoảng tháng 6 2023 với xác suất từ 80 đến 90%. Sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương, khu vực Nino 3.4 tiếp tục có xu hướng tăng dần và nghiêng về pha El Nino. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, tháng 5 2023 phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo lượng mưa khu vực Nam Bộ trong tháng 5 2023 ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo về thủy văn và nguồn nước từ nay đến tháng 9 2023 khu vực Nam Bộ cụ thể là mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lại từ tháng 5 đến tháng 7 2023 có dao động, từ tháng 8 đến tháng 1 2023 sẽ có khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt lũ. Trên sông Cửu Long, từ cuối tháng 4 đến tháng 5 2023, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Từ tháng 5 đến tháng 7 2023, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn Mekong ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 10%. Mực nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại Tân Châu, sông Hậu tại Châu Đốc ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Đánh giá về tình hình nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, thì theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì dự báo tháng 5 năm 2023 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng xâm nhập mặn trên các cửa sông Cửu Long giảm dần, ranh mặn 4 gram trên lít vào sâu từ 25 đến 35 km, cao hơn 1 đến 3 km so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, chiều sâu xâm nhập mặn với ranh mặn 4 gram trên lít tại các cửa sông dự báo như sau. Cửa sông Cửu Long, ranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất xuất hiện tháng 5 2023, ở mức từ 25 đến 35 km, cao hơn trung bình nhiều năm từ 3 đến 5 km, thấp hơn từ 13 đến 32 km so với năm 2020. Cao hơn từ 2 đến 4 km so với năm 2022. Sông Vàm Cỏ, ranh mặn 4 gram trên lít lớn nhất xuất hiện tháng 4 2023, ở mức 40 đến 50 km, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 4 đến 7 km, so với năm 2020 thấp hơn từ 30 đến 43 km, so với năm 2022 cao hơn 4 đến 8 km. Trên sông Cái Lớn, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé vận hành bảo đảm kiểm soát xâm nhập mặn. Một số thời điểm xâm nhập mặn ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, tuy nhiên, nguồn nước cơ bản vẫn đảm bảo để cung cấp phục vụ sản xuất cho vụ nông nghiệp. Vùng ven biển cách cửa biển từ 25 đến 30 km vẫn còn ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Để phòng tránh các rủi ro tại các khu vực này thì nên chờ mưa xuất hiện diện rộng, dự báo trong tháng 5, và nguồn nước ngọt trên sông ổn định thì mới xuống giống tiết vụ hè thu năm 2023.